Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Giáo xứ Giuse mừng lễ vọng phục sinh tại North Carolina do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý vị cùng suy niệm về mầu nhiệm Tam Nhật Thánh của người Công giáo. Sau 40 ngày trong mùa chay, Giáo hội Công giáo long trọng cử hành Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cao điểm của 3 ngày Đại Thánh là lễ phục sinh, mừng Chúa sống lại hiển vinh. Cũng như các nhà thờ Công giáo trên thế giới, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Giuse thuộc giáo phận Charlotte, tiểu bang North Carolina, long trọng cử hành đại lễ phục sinh lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Vị chủ tế là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị mời gọi. Đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Đèn trong nhà thờ đều tắt, tràn ngập bóng đêm. Bên ngoài thánh đường, Linh Mục Chính Sứ Phêrô Trương Vĩnh Trị cử hành nghi thức làm phép lửa và lấy lửa mới thắp nến phục sinh. Vị chủ tế có thầy phó tế vĩnh viễn Nguyễn Văn Quang cùng những anh chị em tân tòng rước nến phục sinh tiến lên cung thánh, ngừng lại 3 lần. Ánh sáng Chúa Kitô. Thừa tác viên lấy lửa từ nến phục sinh chuyển sang thắp nến cho các tín hữu. Thầy phó tế công bố tin mừng phục sinh. Lắng nghe lời Chúa, cộng đoàn dân Chúa ôn lại lịch sử ơn cứu độ. Sau 3 bài đọc, lộc kinh vinh danh được cất lên hòa trong tiếng chuông ngân vang. Cùng lúc, đèn nhà thờ bật sáng, bàn thờ được trang trí rực rỡ với hoa và nến để diễn tả niềm hân hoan mừng Chúa sống lại. Tối hôm nay chúng ta cử hành nghi thức làm phép lửa mới thắp lên ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và ánh sáng đó chiếu sáng trong đêm tối đã bao trùm tất cả chúng ta trong nhà thờ này. Một nghi thức rất đẹp và rất ý nghĩa mà hàng năm chúng ta có dịp để cùng nhau cử hành lại, để nhắc lại cho chúng ta nhớ ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đức tin Công giáo của chúng ta. Đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa. Và ánh sáng phục sinh đó cần phải được chiếu sáng trong tâm hồn của chúng ta, cần được chiếu sáng trong đời sống của mỗi người chúng ta. Vị chủ tế làm phép nước, đặc biệt đêm nay có 6 anh chị em tân tòng cùng với cộng đoàn dân Chúa tuyên xưng đức tin. Các tân tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau đó vị chủ tế lấy nước thánh rảy lên dân chúng để nhắc lại cho các tín hữu về bí tích thánh tẩy mà họ đã lãnh nhận. Nhờ nước thánh tẩy, chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô cho tội lỗi để rồi cùng được phục sinh với người. Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thánh Giuse mừng đại lễ phục sinh, lãnh phép lành và ra về niềm hân hoan mang niềm ánh sáng Chúa Kitô phục sinh. Và mọi người cùng hát lên bài Alleluia. Hiệp cùng toàn thể các tín hữu trên toàn thế giới, Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Giuse sốt sáng cử hành các nghi thức của đêm phục sinh, đỉnh cao của năm phục vụ. Niềm vui của đấng phục sinh trong đêm cực thánh này tiếp tục được lan tỏa đến từng thành viên trong giáo xứ. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.